Trao đổi với chúng tôi, nhiều người thân của Bella hiện đang sinh sống ở Hải Dương cho biết, sau khi biết Bella liên tục hành hạ con trai, gia đình chỉ mong muốn cơ quan đoàn thể tách hai mẹ con ra để đứa trẻ không phải khổ sở hơn nữa. Trước, cư dân phẫn uất đồng thời lên án những hành động và cách cư xử với con trai của hot girl Bella. Chiều ngày 5 tháng 8, chúng tôi đã về quê của Bella. Tại đây, Bella có tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, trú tại xã Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương. Và con trai của Bella được đặt tên là Đoàn Thiên Hoàng Peter. Tiếp chúng tôi tại căn nhà lụp sụp, bà Bùi Thị Nằm, 87 tuổi, bà ngoại của Bella, không khỏi thương xót đứa cháu ngoại của mình. Tuy nhiên, niềm thương xót ấy đối với đứa cháu ngoại xen lẫn sự bực tức, thậm chí có phần cáo gắt khi nhắc đến Bella. Nói về sự việc, bà Nằm cho hay, cách đây chừng một tháng, khi tôi từ dưới bếp lên nhà thì thấy một đứa nhỏ nằm trên giường. Lúc này gặng hỏi mọi người trong nhà thì biết đó là con của Hà. Nó về mà không thèm chào, không thèm nói gì với tôi cả. Bà Nằm cũng cho rằng việc Bella mang con về rồi đi ra Ủy ban Nhân dân xã làm giấy khai sinh điều khá bất ngờ, cả gia đình đều không biết cũng như không hỏi về cha đứa bé. Ngồi cạnh đó, chị Nguyễn Thị Duyên, chị dâu họ của Bella cho biết, lúc đó cả gia đình đang ăn cơm thì Bella mang con về, cả nhà mời cô ấy ăn nhưng không ăn. Sau đó cô ấy đặt con xuống giường thì đứa bé cứ ngủ li bì. Trong 2 giờ đồng hồ, đứa bé chỉ khóc lúc đi vệ sinh xong lại ngủ tiếp. Chị Duyên cũng cho hay, đến giờ hành chính, Bella nhờ chị Duyên chở bằng xe máy lên Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho con. Tại Ủy ban Nhân dân xã, Bella nghiễm nhiên đánh phấn, tô son, thậm chí đánh cả chục lớp phấn lòe loẹt lên mặt một cách khó hiểu và bất thường khiến ai cũng ngạc nhiên. Sau khi xin giấy khai sinh cho con xong, Bella khá đói và xin ăn một bát cơm. Trong lúc ăn cơm, mọi người trong gia đình tôi cũng khuyên bảo là giờ có con rồi, đừng đi đâu nữa mà nên ở nhà. Nếu chịu ở nhà thì các thành viên trong gia đình sẽ bố trí dọn dẹp căn nhà trước kia mẹ con Bella sinh sống cho hai mẹ con cô ấy, chị Duyên cho biết. Tuy nhiên, mọi người trong gia đình vừa dứt câu thì Bella quay ra nói rằng không phải dọn dẹp đâu, vì nhà bẩn, ẩm thấp và nước nôi bẩn thế này thì chịu làm sao được. Chị Duyên cũng cho biết, ngay sau đó Bella ôm con cùng đồ đạc đi ra Hà Nội. Người trong gia đình chở hai mẹ con ra đường lớn bắt xe buýt nhưng Bella không chịu. Sau đó cô ấy vẫy taxi, đi từ đó đến nay chưa về. Khi chúng tôi nhắc đến việc thời gian gần đây Bella thường xuyên có những việc làm hành vi gây hại đến đứa trẻ như hút thuốc phả thẳng vào mặt con, đốt nến để đứa bé sợ hãi, cho đứa bé uống sữa bò tươi, thì mọi người trong gia đình đều nói rằng cũng biết sự việc thông qua hàng xóm nói lại. Chúng tôi ở đây có biết gì đâu, chỉ nghe hàng xóm kể lại là Bella hút thuốc phả vào mặt con, cho con uống sữa tươi, rồi tha loi con đi khắp nơi. Dù đứa trẻ còn bé bỏng như thế, chúng tôi giờ đây cũng chẳng biết làm sao, bà Nằm ngậm ngùi. Chị Duyên tiếp lời, mãi sáng ngày 5 tháng 8, tôi mới nghe hàng xóm nói là Bella hút thuốc phả vào mặt đứa bé đến tội nghiệp. Giờ chỉ mong có ai giúp đỡ đứa bé, chứ cứ để thế tội quá, dù sao đứa trẻ cũng là vô tội. Bà ngoại của Bella cũng nêu quan điểm thẳng thắn đối với cháu ngoại của mình, bà cho biết, giờ chúng tôi không còn cách nào, chúng tôi mong ai đó tách đứa bé ra khỏi mẹ rồi nuôi dạy cho nó nên người, chứ con Hà nó không bao giờ nuôi con thành người được. Nếu ai đó nuôi nấng hay tổ chức xã hội nào giúp đỡ thì cần giữ kín địa chỉ, chứ nếu cho Bella biết thì chỉ sợ ngày một ngày hai đến quậy người ta thôi, chị Duyên bày tỏ. Đồng quan điểm với điều này, bà Bùi Thị Hằng, 87 tuổi, hàng xóm cho hay, dù tôi là hàng xóm của gia đình thôi, nhưng bản thân tôi thấy nếu tách hai mẹ con ra là tốt nhất, chứ cứ để cô ấy hành hạ đứa trẻ thấy thương nó lắm.
Kể về đứa cháu ngoại của mình, bà Nằm cũng cho biết Bella từ nhỏ khá ngoan ngoãn, xinh xắn. Khi còn ở nhà thường làm lụng việc nhà rất chăm chỉ, chịu khó. Tuy nhiên kể từ khi đi làm xa thì tính tình nó thay đổi hoàn toàn. Thậm chí cả năm cũng chẳng thèm về nhà. Tất cả mọi người trong nhà đều không có cách nào để liên lạc với Bella khi cần. Tất cả các dịp lễ Tết gia đình đều không biết Bella lang bạt phương trời nào. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Quốc cho biết Bella vẫn thuộc hộ khẩu ở địa phương. Tuy nhiên người này đi một thời gian xong về nên chính quyền cũng gặp khó khăn trong việc công tác quản lý nhân khẩu. Chị này đi làm ăn xa nên phía xã cũng nắm chung thôi. Giờ trong luật mới quy định, người dân chỉ cần mang chứng minh thư đi đăng ký tạm trú, tạm vắng ở các nơi đều được, nên chúng tôi cũng không nắm được chị ấy làm ăn ở đâu. Ông Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Quốc cũng nhận định, qua tiếp xúc, ông và nhiều người cũng nhận thấy Bella có tính cách khác thường, có biểu hiện thần kinh. Tuy nhiên, đó mới là phán đoán của ông, chính xác phải đưa đi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra, từ đó mới biết chính xác. Thời gian gần đây, cái tên hot girl Bella được cộng đồng mạng nhắc đến thường xuyên không chỉ vì thói quen ăn vịt của cô ta, mà còn vì đứa nhỏ tội nghiệp bị Bella mang đi khắp nơi. Theo thông tin mới nhất, đứa con của Bella có dấu hiệu bất thường khi ngủ mê man. Nhiều người nghi ngờ Bella đã cho con uống sữa có pha thuốc ngủ. Ngày 12 tháng 7, Bella được chị Nguyễn Hương Linh đưa từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vì muốn giúp đỡ đứa trẻ. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, nhìn thấy ngôi nhà chị Linh chuẩn bị thì Bella ôm con bỏ đi vì cô muốn sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, đi lại bằng taxi sang trọng. Đến sáng ngày 14 tháng 7, chị Linh đã tìm thấy mẹ con Bella và chuẩn bị đưa hai người đi khám bệnh tổng quát. Nhưng Bella nhất quyết không chịu đi khám dù mọi người cố gắng thuyết phục. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, chị Hương Linh đã tuyên bố sẽ đưa hai mẹ con Bella về Hà Nội như ý muốn. Bên cạnh đó, chị còn nghi ngờ đứa trẻ bị Bella cho uống sữa có pha thuốc ngủ vì đứa trẻ ngủ liên tục mê man bất thường. Cụ thể, chị chia sẻ, Bella đã về Hà Nội. Mấy ngày qua, tôi không trả lời các anh chị vì tôi phải chạy đi tìm Bella ở thành phố Hồ Chí Minh. Bella có điên thật hay không? Bella rất tinh quái và khôn ngoan, ăn nói tính toán rành mạch, chỉ có điều bị hoang tưởng về việc mình là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng mà thôi. Bố của con Bella là ai? Không biết. Tại sao tôi muốn giúp đeo con mà không phải là giúp những trường hợp khác? Tôi giúp hàng trăm trẻ em từ nhiều năm nay. Các anh chị bạn bè trên Facebook đều biết, thậm chí có những người còn đồng hành đóng góp chung tay với tôi rất nhiều lần. Tôi không quan tâm Bella mẹ là ai, tôi cũng không có nhu cầu cứu cô ta. Tôi chỉ quan tâm đến đeo con, sinh mạng vô tội trong tay cô ta. Tại sao không đưa Bella đi khám hay đưa vào trại tâm thần? Đã đề nghị và thuyết phục nhưng Bella không chịu, triệt sản, tránh thai cũng không chịu, đưa con cho tôi nuôi cũng không chịu, đi khám càng không chịu. Bella chỉ thích một thứ duy nhất, đó là tiền. Tôi được gì khi giúp đỡ Bella? Tôi được thanh thản. Tình trạng đứa bé hiện tại như thế nào? Đây mới là điều đáng nói nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi nói thẳng, tôi nghi ngờ bé đang phải uống sữa pha thuốc ngủ vì bé ngủ mê man bất thường. Ví dụ, trong ngày bay cùng tôi vào Sài Gòn, bé ngủ miết từ 6 giờ đến 2 giờ chiều, không thấy tỉnh dậy đòi ăn. Em bé đã được tôi đưa đi siêu âm khớp, ổ bụng, tim mạch, nhưng chưa xét nghiệm được máu nên chưa kết luận được Bell mẹ có cho con uống sữa pha thuốc ngủ hay không. Các bạn bè tôi đã gặp Bell và đều chung nghi vấn này, nhưng Bell mẹ nhất quyết không cho chích máu xét nghiệm, vậy nên tôi càng nghi ngờ. Và tại sao tôi để Bella về Hà Nội? Vì Bella cảm thấy thành phố Hồ Chí Minh không dễ sống nên nhất quyết đòi trở lại miền Bắc. Tôi và anh Lê Quang Lăng cũng hết lời thuyết phục nhưng thất bại. Tôi đã đặt vé máy bay 9:30 tối nay, Bella bay về Hà Nội. Điều quan trọng nhất, tôi đã nhận ra Bella không phải là một người điên đơn thuần mà có quá nhiều tính xấu. Tôi có thể cho Bella mọi thứ nhưng không thể để Bella đem con mình ra làm lá chắn, làm điều kiện đổi vật chất, đòi hỏi này nọ. Tôi cũng không bao giờ cần một người hăm dở cảm ơn tôi, nhưng tôi không chấp nhận chuyện một người nhận ơn tôi mà lại dọa bắn vỡ sọ tôi, dọa báo công an bắt tôi, thậm chí còn buông một câu đe dọa tôi khi không xin được tiền như ý muốn. Đối với tôi mà nói, sự tráo trở là điều không chấp nhận được. Tôi từ chối giúp đỡ của ta ở đây.
Tôi sẽ tiếp tục theo dõi đứa bé. Tôi cũng đã nói với Bella, chỉ cần em bé hết sữa, hết tã, hết quần áo mặc, cứ gọi tôi sẽ cho người mang đến tận nơi. Nhưng tiền mặt thì không bao giờ, vì tôi không tin cô ta. Chưa dừng lại ở đó, theo chia sẻ mới nhất của một người bạn của chị Linh, khi được đưa ra sân bay để về Hà Nội, Bella còn xin thêm tiền taxi và tiền ăn, tiền ở khách sạn trong 6 tháng. Tuy nhiên, như trước đây chị Hương Linh đã nói, chị chỉ hỗ trợ sữa, tã cho đứa bé và sẽ không đưa thêm cho Bella một đồng nào nữa. We'll be right back.